Hôm nay mình đi câu cá bống đục. Hôm qua câu được 8 con. Đây là chân cầu Cẩm Kim. Phía xa kia là chợ cá. Đây là sông Thu Bồn chảy về Hội An. Mồi câu là tôm lộc. Có cá ăn được các bạn ơi. Còn cá úc các bạn. Đầu tiên